Hi. Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mảnh nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được gọi là chào và cô xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Còn nay về hơn, một lần nữa Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Minh Thạnh Vlog kính chúc quý cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn trên mọi miền tổ quốc có được những ngày nghỉ lễ thư giãn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Video hôm nay Thạnh xin chia sẻ cận cảnh chi tiết xe tay ga Honda Beat 2022 vừa cập bến Việt Nam ở Hà Nội thu hút sự chú ý. Theo đó, mẫu tay ga mang kiểu dáng nhỏ gọn và dùng động cơ 110 phân khối tương đương Honda Vision mang tên Honda Beat 2022 vừa chính thức cập bến thị trường Việt Nam tại Hà Nội. Với mức giá khoảng 39 triệu đồng, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Cụ thể, mới đây hình ảnh về chiếc tay ga Honda Beat 2022 được một cửa hàng nhập khẩu xe máy trên phố Bà Triệu, Hà Nội đưa về. Với thiết kế tổng thể Beat 2022 không thay đổi nhiều so với các đời xe trước đó, đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm. Về ngoại hình, có thể nhận thấy mẫu tay ga Honda Beat 2022 có khung sườn mới ESAF, giảm 8% trọng lượng nhưng tăng độ cứng cáp và ổn định, giúp người lái dễ điều khiển trong phố. Xe sở hữu chiều dài 1877mm, chiều rộng là 669mm và chiều cao là 1074mm. Có chiều dài cơ sở là 1256mm. Yên xe chỉ cao ở mức 740mm. Trọng lượng xe là 89kg, nhẹ hơn Vision 98kg. Bên xăng có dung tích 4,2 lít. Khác với Vision của Honda, mẫu Honda Beat được đặt đèn pha LED ở đầu xe và có tạo hình góc cạnh liền mạch với đèn báo rẽ ở phía trên. Mẫu xe được nhập khẩu từ thị trường Indonesia nên có chi tiết bắt biển số ở đầu xe. Honda Beat 2022 chỉ được trang bị khóa dạng cơ chứ chưa phải là smart key. Hệ thống phanh đĩa ở bánh trước là phanh đĩa thủy lực và phanh sau là phanh tàng trống. Về động cơ, Honda Beat 2022 sử dụng động cơ cylinder dung tích 110cm khối, có cần đạp nổ, la mắt bằng không khí, cho công suất 8,8 mã lực tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 9,3 nanomet tại 5.500 vòng trên phút, đi kèm hộp số vô cấp. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về mẫu Honda Beat 2022 với mức giá 39 triệu đồng vừa cập bến thị trường Việt Nam. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hết thì xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.